Chào tất cả mọi người nhé. Ra ruộng mình coi người ta cắt lúa nè, rồi xong mình bắt vô luôn. Bây giờ người ta ra chuẩn bị bắt chuột nha mọi người. Mình cắt hết lúa vòng ngoài, cái chuột nó gom vô trong à. Mấy anh thanh niên này đang tìm chuột nha mọi người. Lúc nãy có con chuột nó chạy ngang nè, mà bắt không được, nhà phải đi kiếm. Rồi dính được con mọi người. Trời ơi, dính lại cho nó chụp chụp gì nó làm rồi, tôi tưởng đâu nó muốn hoài à. Dính lại lộn cho nó.
mai thì mai thôi. Cá xong đóng rồi mọi người ơi. Giờ mình được hai con chuột rồi. Thành mất dính lên thành. Thành. Lòng nằm ngay quần á. Còn cái lòng lấy cái lòng nữa đi. Con chuột nó chạy sao với cái ngồi á.
Hồi trước chị chạy ra đây là nó mới chạy lòng qua con thấy chứ đâu. Tao kiếm con rắn. Không, nhà con lùa được chừng này hãy không có được. Bây giờ bắt đầu mình qua đám ruộng thứ hai nha. Xem coi đám ruộng này có chuột không. Thằng thanh niên này dính được con chuột nha mọi người. Con chuột này cũng to à. Đám ruộng này nó hơi bị trũng lắm rồi, thành ra có nước mình di chuyển là mấy bao lúa này bằng xe không được, mình phải vét tập trung lại một chỗ để cho người ta cân lúa luôn. Đám ruộng này cũng đã cắt xong rồi. Bên đây thì người ta vận chuyển lúa bằng xe nha. Vì đám ruộng này nó khô, chạy xe được. Cái đường lộ khu vực của mình nó đang làm cái dốc nó hơi cao, xe vận chuyển lúa hơi bị khó khăn. Lúa được di chuyển tới nơi tập trung cho lái người ta mua. Video của mình cũng đã dài, mình xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh và cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.